mắt chiêm ngưỡng cúp vàng World Cup nữ 2023 ngay tại Hà Nội. Sáng ngày 4 tháng 3, tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ rước cúp vàng giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023. Đầu năm 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi vượt qua vô vàn khó khăn để lần đầu tiên giành quyền vào thi đấu vòng chung kết World Cup 2023. Trở thành một trong 6 đại diện của bóng đá châu Á góp mặt tại sân chơi danh giá này. Đây cũng là một kỳ World Cup đặc biệt khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 32 đội tham dự, tạo nên một cột mốc đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam và thế giới. Chiếc cúp vàng FIFA World Cup nữ được thiết kế bởi ông William Sawaya của xưởng thiết kế Sawaya và Moroni tại TP Milan Ý vào năm 1998 và chính thức ra mắt từ kỳ World Cup nữ năm 1999. Với thiết kế tinh tế để nêu bật tinh thần thể thao, sự năng động và sang trọng của môn bóng đá nữ, cúp vàng FIFA World Cup nữ cao 47cm, nặng 4,6 kg và được làm bằng bạc có phủ vàng trắng và vàng 23 carat. Giá trị chiếc cúp vàng FIFA World Cup nữ ước tính vào khoảng 30.000 đô la Mỹ. Chân đế cúp vàng FIFA World Cup nữ được làm từ đá granite Candeias có khắc tên của các đội từng vô địch như đội tuyển Mỹ, Na Uy, Nhật Bản hay Đức. Đội vô địch FIFA World Cup nữ sẽ được giữ chiếc cúp vàng vĩnh viễn. Phát biểu tại lễ rước cúp vàng World Cup, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Để giành được thành tích này, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Thậm chí có những lúc tưởng chừng như đã phải dừng bước vì ảnh hưởng của COVID-19. Nhưng với tinh thần quật cường, ý chí của người phụ nữ Việt Nam, đội tuyển nữ đã giành quyền tham dự vào vòng cuối cùng. Đây là lý do để Việt Nam đã trở thành một trong hai điểm đến tại Đông Nam Á của chiếc cúp vàng World Cup. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, xin chúc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Bà Sarah Gandoin, trưởng dự án chương trình rước cúp vàng World Cup của FIFA bày tỏ: "Tôi rất vinh dự khi được cùng nhau chào đón chương trình rước cúp vàng World Cup 2023 tại Việt Nam. Chương trình truyền cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái bằng cách tập trung vào các kỹ năng, câu chuyện và sức sáng tạo của bóng đá nữ. Lễ rước cúp vàng giải World Cup 2023 tại Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho FIFA World Cup nữ 2023. Chương trình FIFA Women World Cup Trophy Tour hành trình của cúp vàng World Cup nữ 2023 chính thức được khởi động từ ngày 25 tháng 2 với điểm đến đầu tiên là Nhật Bản và sau đó lần lượt ghé thăm 31 quốc gia còn lại có đại diện giành quyền tham dự World Cup 2023. Kết thúc hành trình vòng quanh thế giới, cúp vàng sẽ dừng chân lần lượt tại 9 thành phố đăng cai World Cup 2023 tại New Zealand và Úc từ ngày 26 đến 14 tháng 7, trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22 tháng 7, 27.7 và 1.8 tại New Zealand. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.